Let's go. Đi. Right. Chào mừng tất cả anh chị đến với Đầu tư Tiền Tử. Thì ngày hôm nay, Đầu tư Tiền Tử tổ chức một buổi AMA với sàn giao dịch Fashion SnapX. Thì như anh chị cũng biết là trong thời gian qua, Đầu tư Tiền Tử luôn chọn những cái dự án uy tín và những cái sàn giao dịch uy tín để giới thiệu tới anh chị. Thì ngày hôm nay, với sự góp mặt của CEO sàn SnapX đó là Kata Donelan và CMO là Julian On của sàn SnapX và em là Cương Trần, founder của Đầu tư Tiền Tử. Hello. Hello everyone. Today we'll be holding an AMA. We are Đầu tư Điện tử, Đầu tư Tiền tử. And we will be introducing to you SnapX. That is, we have here the Cato, the CEO, and Julian, the CMO, and me, Cương Trần, is the founder of Đầu tư Điện tử. Pleasure to meet everybody, and thank you so much for having us. Oh, so I'm Julian here, and nice to have everyone here. And yeah, xin chào tất cả anh em. Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi rất vui có mặt ngày hôm nay. Rồi thì như mọi người đã biết á, thì em có làm một cái video giới thiệu về sàn giao dịch phái sinh SnapX, và hiện tại sàn SnapX đang có những cái chương trình dành riêng cho cộng đồng của Đầu tư Tiền tử. Thì anh chị có thể là xem lại cái video đó và anh chị tham gia vào cái sự kiện này để mình nhận cái phần thưởng là $10 cho những cái người dùng của riêng cộng đồng Đầu tư Tiền tử. I have made a video of SnapX introduction, and you the users can rewatch the video, and then you can get $10 bonus for each user. Correct. Yeah. So you just need to prove that you watched the video and you are from this community as well, and then you join SnapX group. You know, you just fill in the form, and if you don't have the account, you can actually just register an account from the form as a registration link. Yeah. Very easy to do. Just follow the steps. Be sure to make sure that you are a member of this community and you'll receive your reward. So we are incredibly excited to share this with you. Các bạn chỉ cần lập một cái tài khoản và theo những cái bước và để chứng minh rằng là bạn đến từ cộng đồng này, và sau đó là bạn sẽ nhận được một phần quà của xứng đáng. Thì sàn giao dịch SnapX là một cái sàn giao dịch đã có ở trên thị trường cũng khá là lâu, và họ đã khẳng định được tên tuổi ở trên cộng đồng của cryptocurrency. Thì em hy vọng là khi mà mọi người tham gia vào cái buổi AMA này, mọi người sẽ hiểu rõ hơn về sàn giao dịch SnapX, và mọi người có thể là coi đây là một cái sàn giao dịch mà mọi người có thể là lên giao dịch ở trên đây. Với cái mức phí giao dịch em thấy nó cũng khá là phù hợp đối với những cái người mới tham gia vào thị trường, và mình tập
giao dịch phái sinh. SnapX is a very famous and reputed, and all of you can join this AMA to understand more clearly and fully about this exchange. And you I see that the transaction fee here is very suitable for all of those who are just beginner. Correct. And that's one of our main aims there. It's actually just to make sure that basically people who are, especially retail level traders, are able to gain access to the financial markets in a way that's very simple, intuitive, and easy to use. So we want to make it as accessible as possible, which is why we keep our fees as low as humanly possible. Đối với những người trader thì chúng tôi muốn tạo ra một cái cơ hội để cho mọi người có thể kết nối với chúng tôi và có một cái sự liên kết đến chúng tôi, và chúng tôi cố gắng làm sao để giữ những cái mức phí thấp nhất có thể cho các bạn. Rồi trong quá trình mà anh chị tham gia cái buổi AMA với sàn giao dịch SnapX, thì trong quá trình đó thì anh chị có thể là đặt những cái câu hỏi. Khi mà cuối chương trình á, thì mình sẽ có cái phần giao lưu với CEO của sàn SnapX, và em sẽ lựa chọn ra 5 cái câu hỏi hay nhất để anh chị có thể là nhận cái phần thưởng Erop lên tới $150. During the live stream, you can make question, and at the end of the live stream, I will pick up the 5 best question and give the airdrop reward. And we strongly encourage everybody, if you have any questions at all, feel free to put them in the comments. I'm actually looking at the comments during the live stream. So if you have any questions whatsoever, or if there's anything you want to know, just let us know right here in the comment section. Và tôi rất rất là mong chờ và khuyến khích tất cả những comments của các anh chị vào đây. Hãy comment vào những cái thứ mà các anh chị muốn biết và muốn hiểu về chúng tôi. Và tôi luôn luôn nhìn vào trong cái phần comment để có thể theo dõi những câu hỏi và trả lời cho các anh chị biết. Và sau đây á, thì sẽ có những cái câu hỏi mà em đã sàng lọc từ cộng đồng và những cái câu hỏi muốn hỏi CEO của sàn SnapX ha. Thì em sẽ đọc câu hỏi và hy vọng là anh có thể là giải đáp những cái câu hỏi mà cộng đồng đã đặt câu hỏi. And here are some questions that I sorted out, and I want the CEO of SnapX to answer this question. Great, let's do it. Yeah, thì bạn có thể là giới thiệu về sàn giao dịch SnapX và những cái kế hoạch của SnapX trong thời gian sắp tới, và cái lộ trình nó sẽ đi như thế nào, thì anh có thể là chia sẻ. Can you share about SnapX and the plans or project in the future that you are going to do? No problem at all, and it's my absolute pleasure to do so. Okay. So very, very simply, SnapX, in our vision and in our plans, we see a world in which it is possible to make trading easy and accessible to everybody. So it's a very simple contract for differences trading platform, okay? And that's one of the key things. We emphasize a very low barrier of entry, low transaction fees, and really what we want to do is make sure that trading is a snap. And what that means is that it's very simple to actually execute a trade on the SnapX platform, okay? So we started in 2018, and we're actually headquartered over here in Hong Kong. So I'm in Hong Kong, I'm originally from Ireland. Julian over there, the handsome Malaysian that you see, is actually based in Ho Chi Minh City. And really what we want to be able to do moving forward is move beyond simple CFD trading. What we want to do is actually be the first CFD platform in the world to be able to have both CEX, so centralized exchange models, and DeFi products in our overall product offering. These include different things like, for example, our leverage pool, our actual exchange within the centralized side, and within the DeFi side, so the decentralized side,
we have different things like staking and prediction tokens. So that's one of the things that we are incredibly excited about doing. So we will be the first CFD platform in the world to basically offer that to the public. But moving beyond that, we're actually also bringing different offerings to the table. These include different things like our NFT offering. We firmly believe that moving forward, NFTs will play a very important role in the fintech world, and this should be taking place very, very soon. We'll also have social trading, quant trading, and stocks. So a lot of people or a lot of companies within the fintech area can't move into stocks because they don't have the capability to do so. For us, we actually have the license. We have the ability to feature stocks in the US, in Hong Kong, and we're finalizing the process for both Europe and the UK. So there's a very bright future, and that's why we're really excited to actually invite your community to participate in the private sale for SnapX users and also the public sale, which will be taking place in December. So really exciting stuff happening with us here at SnapX. Và hôm nay đây là một cái sự, cái niềm vinh hạnh rất là lớn đối với tôi để tôi có thể giới thiệu SnapX đến cho các bạn. Và trong cái tầm nhìn của chúng tôi thì SnapX đơn giản là một cái sàn để giao dịch, và chúng tôi đang rất là cố gắng để làm cho tất cả những giao dịch ở đây có thể dễ dàng hơn và dễ tiếp cận hơn đối với tất cả mọi người. Và chúng tôi muốn làm cái sàn giao dịch SnapX trở thành một cái sàn giao dịch có những cái phí giao dịch thật là thấp. Và hãy tưởng tượng như khi về giao dịch nó chỉ như một cái snap. Snap ở đây có nghĩa là một cái búng tay, tức là rất là nhanh, các bạn có thể làm thực hiện giao dịch đó chỉ trong vòng một vài giây mà thôi. Và chúng tôi cũng với mục tiêu của chúng tôi là muốn biến thành giao dịch này thành một cái sàn CFD đầu tiên trên thế giới để có thể cung cấp được những cái sản phẩm của DeFi hoặc là những cái sản phẩm mà tài chính tập trung luôn. Và chúng tôi cũng có thể đưa ra cho các bạn những cái staking hoặc là những cái token. Và chúng tôi muốn CFD trở thành một cái sàn giao dịch đầu tiên cung cấp cho các bạn vào những cái sản phẩm đó. Cato, can you please repeat the about the fintech companies? I didn't get that. Sure thing, that no problem. So when you're talking about building a bridge between traditional and digital finance, a big thing about a lot of fintech companies is that they don't have the ability to be that bridge. Sometimes they lack the innovation that a, for example, digital assets company should have. Or a lot of the time, those companies that actually have the innovative ability actually lack the institutional know-how to be able to go into traditional finance. With us here at SnapX, we actually have the licenses to actually go into traditional finance. And believe it or not, on Yahoo News very soon, Yahoo Finance, we are going to have a press release on our licensing capabilities. So be sure to stay tuned. Khi mà bạn muốn, hãy tưởng tượng như là bạn muốn xây một cây cầu để kết nối giữa các tài chính nguyên thủy, tài chính mà truyền thống với những cái phương pháp giao dịch hiện đại, thì những công ty fintech hiện nay thường là thiếu những cái khả năng để mà làm cái đó. Ví dụ như là thiếu đi sự sáng tạo, hoặc là họ thiếu đi những cái kênh giao dịch, hoặc là những cái khả năng họ có thể biến xây được cái cây cầu đó. Thì chúng tôi SnapX là một cái sàn giao dịch có được chứng minh rằng là có khả năng có thể giúp cho các bạn làm được những cái điều đó. Thì và sớm thôi thì chúng tôi sẽ xuất hiện trên những cái Yahoo News là chúng tôi sẽ là một cái sàn giao dịch các bạn có thể tin tưởng và làm việc với chúng tôi. Rồi thì câu hỏi thứ hai thì em nghĩ nó cũng khá là hay và rất là nhiều người đang quan tâm tới. Thì trong thời gian sắp tới á, thì SnapX có cho ra mắt là Snap Token. Thì khi mà nhà đầu tư muốn nắm giữ Snap Token thì họ sẽ có những cái quyền lợi gì và có những cái ưu đãi nào cho những cái người mà nắm giữ Snap Token hay không?
next in the very near future, if the investor you are going to introduce the Snap token, and if the investors want to hold SnapX SnapX token, so what they can have, what are their rights, and what they need to do. Absolutely. So you've probably heard enough of my voice for the moment, but basically the Snap token, there will be a lot of key functionalities there. The first thing to bear in mind, it's an actual ERC-20 token, okay? So that's one of the key things that is actually there. But in terms of functionality, that is where we are going to get Julian to share a bit more of the details, because once again, there are lots of exciting things to go through here. Okay, over to you, Julian. Sure. So yeah, I think let's talk about what is Snap tokens and, you know, what we can use with our Snap tokens, right? So it's very simple. I mean, Snap tokens, of course, from the name, we know that this is the token issued by SnapX. And we actually have different functions for different kind of holders. For example, for general people, for general users, or you are a traders, or you're just holder, you can use Snap tokens to for fees reductions, which include all the fees charged on SnapX, including the transaction fees, trading fees, I mean, withdrawal, overnight fees. You know, we are going to launch social trading in the quarter Q1 of 2022, right? Yeah. So, you know, you can use it to pay for the copy trading fees. And one thing that we actually, I think many people didn't realize yet, and we actually didn't tell yet, is we are actually looking to open up the launchpad function for in the future. So we are actually welcoming, you know, a great valuable ideal projects to actually list on our SnapX platform. So that's why, you know, with the help of all our communities, with all our, we have very high confidence that we can also be a good launchpad. And for our partners, right? For our partners, I mean, other than just our general users, you know, they can use the Snap tokens for all types of corporations, including they can pay for collateral assets. They can, if they have projects, they want to do some listing, they can pay for listing fees. For copy traders, you know, some people that they want to be the trader who actually put up the order for people to follow the orders, They can pay for their script fees. They can pay for any kind of partnership charge. And there's one more thing. I think just now we mentioned that we want to be the bridge of traditional finance and the DeFi. So what SnapX is doing is we want to actually combine DeFi and CX model. So by holding Snap tokens, you can actually also participating in staking, and we are actually introducing NFT as well. So Snap tokens can be used to purchase NFT products on SnapX in the coming future. Yeah, so that's what we have currently for Snap tokens. And of course, we are actually also doing partnership with different kind of projects where our users or our holders, the Snap token holders, will be able to utilize Snap tokens in many, many more ways. Về để nói về Snap token thì chúng tôi có những cái chức năng chính như sau. Và như các bạn đã thấy thì Snap token như cái tên người ta, cái tên đã nói lên tất cả, thì Snap token chính là token của sàn giao dịch SnapX. Và cái này thì nó sẽ khác nhau dựa trên những cái người sở hữu khác nhau, giống kiểu như là user, những người sử dụng hoặc là những cái người giao dịch khác. Thì chủ yếu chức năng của nó đó là dùng để giảm đi những cái phí, gồm có những cái phí như là sử dụng về sàn giao dịch, những cái phí về phí giao dịch nè, phí rút tiền hoặc là phí copy trading. Thì chúng tôi đưa ra những cái airdrop, những cái token airdrop mới và những cái giao dịch khác. Thì và chúng tôi cũng lên kế hoạch một cái thứ mà chúng tôi trước đây chưa từng tiết lộ, và ở đó vào năm 2022 chúng tôi sẽ lên kế hoạch là một cái chức năng gọi là bệ phóng cho những cái IDO projects, và để
cô sẽ đưa lên trên cái sàn giao dịch của chúng tôi để mà xây dựng thêm một cái cộng đồng thật là lớn cho tất cả mọi người, cho cả hai bên sử dụng. Và đối với những cái đối tác của chúng tôi như là những cái người copy traders hoặc là marketing leaders thì cái đồng Snapback token sẽ được dùng là như là loại tiền tệ chính cho tất cả mọi loại giao dịch và loại hợp tác giữa những cái người sử dụng, gồm có là mối gồm có những tài sản song phương, những cái phí được liệt kê ở ICO ha, và tất cả những cái phí phát sinh đối với copy traders và những cái bên giao dịch đối tác. Và đồng Snap token sẽ được sử dụng để mà giao dịch đối với những cái sản phẩm của NFT để trong tương lai tới. Và chúng tôi, cái mục tiêu sắp tới của chúng tôi đó là cố gắng sẽ kết nối CEX và DeFi và cố gắng sẽ xây dựng những cái mối quan hệ đối tác đối với những khách hàng của chúng tôi. Như mọi người được thấy là anh Julian vừa chia sẻ là những cái kế hoạch của SnapX trong thời gian sắp tới, thứ nhất là sẽ phát hành Snap token và thứ hai là sẽ ra mắt một cái Launchpad. Thì anh chị biết là dạo gần đây là rất nhiều những cái dự án làm về Launchpad nó tăng trưởng rất là kinh khủng, thì anh chị có thể thấy là những cái bệ phóng như vậy á, thì khi mà đồng Snap token ra mắt thì anh chị có thể là nắm giữ cái đồng Snap token để anh chị có thể là tham gia mua cái Launchpad đó với cái quyền lợi mà anh chị được nắm khi mà anh chị nắm giữ đồng Snap token ha. Và bên cạnh đó thì như anh Julian nói là mọi người sắp trong thời gian sắp tới thì sàn SnapX không chỉ là cho giao dịch phái sinh mà sẽ cho anh chị giao dịch spot luôn. Thì đó là những cái kế hoạch mà em đánh giá là về lần này khi mà SnapX hoạt động trở lại á, thì có những cái sự thay đổi tích cực và có những cái chiến lược phát triển mạnh tay trong thời gian sắp tới. Thì hy vọng là anh chị sẽ ủng hộ SnapX thật nhiều hơn ha. As spoken, like SnapX has a very good plans in the future, that is to introduce Snap token and also the launchpad function. And when Snap token is introduced, you can join the exchange and you trade on the platform. And in my estimations, these are the positive changes and the very good strategic development in the future of SnapX. Thank you so much. Thank you. Yeah. And just to praise your community, because as you guys are speaking, I'm looking at the questions over here. Yeah, me too. Very clever questions. I'd love to be able to type out responses, but that's the point of this AMA. It's to be able to ask us directly. So that's a great thing about it. We'll be there to answer your questions as they come in. So thank you very much and keep that up. Như tôi thấy thì cộng đồng của chúng tôi ở đây rất là sôi nổi và tôi rất là mong muốn được có thể hỏi đáp cùng các bạn ngay tại cái buổi livestream này. Cái câu hỏi tiếp theo mà có một bạn đặt câu hỏi á, là vấn đề bảo mật của những cái sàn giao dịch về phái sinh như vậy á, nó rất là quan trọng. Vậy anh chọn những cái lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nào để có thể là bảo mật được những cái thông tin cá nhân của những người dùng khi mà tham gia vào sàn giao dịch NFT một cách tốt nhất? One comment saying that security is a very important issue when users care about when choosing a service provider in the SnapX. So yeah, can you share the security measure that SnapX prepares for the customers? Absolutely. And actually, I'm really happy you asked that question because security is one of our most important things. So actually, in our many years of operation, we've had zero record of being hacked in any way, shape or form. So we currently have a very robust structure in place to basically protect the users, protect the data and to basically protect their assets. So what does that mean in terms of securing the integrity of your account? Because that is very, very important. Well, the first step of the security procedure is to simply enable 2FA.
2FA effectively meaning two-factor authentication, using number one, your phone, number two, your email address, number three, Google Authenticator, also being a very, very good, a very, very good tool to use there. In addition to that, we always make sure that we store the customer KYC data in the safest way possible, in line with the best accepted regulatory procedures globally, because that to us is something that is very, very important. Because given our growth model, one of our plans is to actually be licensed across multiple jurisdictions, not just to hold, for example, a VCE license, a virtual currency exchange license, and a CFD license, contract for differences license, but that we're able to go beyond that and offer a broad suite of services. So being completely compliant is very important to us, and how we store the customer data is also very, very important. In addition to that, all deposits, when they come in, they are transferred basically from hot wallets, so basically your online live wallets, to cold wallets, which are in effect unhackable. So that is a very, very important thing that always ensures that customer funds are safe with SnapX. In addition to that, we're also with the best server providers. So we're working with Amazon, and we're also working with Cloudflare, which effectively just means that there's zero chance of us going into sudden disruption due to security issues or due to a sudden failure. So that's the great thing about us. We're using world-leading technology. We have best accepted security procedures in place, and we have a very strong tech team that basically holds everything together. So we're really, really proud of the structure that has been developed here. Về nói về vấn đề bảo mật thì chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề quan trọng nhất trong khi mà giao dịch với chúng khách hàng giao dịch. Thì qua nhiều năm làm thì chúng tôi có thể nói rằng đó là sẽ không chưa bao giờ xảy ra một vụ hack nào vào trong cái hệ thống của chúng tôi, và chúng tôi luôn luôn đặt ra cái mục tiêu đó là phải bảo vệ được dữ liệu và cái sự bảo mật của khách hàng trong sàn giao dịch này. Và đầu tiên để mà bảo mật thì chúng tôi sử dụng phương pháp đó là 2FA, là phương pháp bảo mật hai yếu tố. Trước tiên là các bạn phải xác minh tính xác thực của bạn qua điện thoại, sau đó là qua email và sau đó là Google. Và chúng tôi thiết lập một cái hệ thống để lưu trữ những cái thông tin của khách hàng với cái hệ thống bảo mật toàn cầu. Và bước thứ hai đó là khi mà những cái giao dịch nó chuyển vào SnapX thì trước tiên sẽ được chuyển vào ví nóng và sau đó là ví lạnh. Và để đảm bảo rằng tất cả những đồng tiền này thì được bảo mật và an toàn ở trong sàn giao dịch. Và chúng tôi đang tiến hành và thực hiện những cái cung cấp những cái dịch vụ bảo mật tốt nhất với Amazon và những cái điện toán đám mây. Và sau cái đó sẽ giúp cho chúng tôi hạn chế tốt nhất những cái rủi ro khi mà các bạn giao dịch trên sàn SnapX. Rồi thì thực sự là về cái vấn đề này có thể là rất nhiều anh chị đang lo lắng về cái vấn đề mà bảo mật á. Nhưng mà thực sự là với kinh nghiệm mà trong những cái năm hoạt động của SnapX á, thì bản thân em cũng nhận thấy là chưa có một cái vụ hack nào ở trên sàn SnapX xảy ra. Và một phần nữa là về vấn đề nạp rút em thấy cũng rất là nhanh và support cộng đồng khá là tốt. Thì nếu mà anh chị á, mình sau này mà mình tham gia vào SnapX thì có bất kỳ những cái vấn đề nào, sự cố nào xảy ra á, thì mọi người có thể là inbox trực tiếp cho đội ngũ support ở Việt Nam. Thì em thấy là về cách hỗ trợ á, khá là nhanh á, nên là anh chị không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề bảo mật ha. Thì mình có thể là check uy tín về lịch sử đã được chứng minh qua nhiều năm rồi ha anh chị ha. Rồi, thì câu hỏi tiếp theo mà có một bạn muốn hỏi đó là một bộ phận không thể thiếu trong đội ngũ hỗ trợ khách hàng của StartX đã được thành lập. Đội này thì thành lập và cái cách hỗ trợ cộng đồng như thế nào? There is an indispensable part of StartX is the customer support team. So how did StartX set up this team? Yeah, sure. Let me talk about this. Sure. So, yeah.
definitely, you know, customer is always one of the most important assets for SnapX. So we always value our community. We always appreciate our community, and you know, all the feedbacks, all the feedbacks from the community, we really take it. So we try to improve on that. So definitely, we understand the importance of everyone's. So we actually have our central team, and we also have local team to actually better serve our customers from all over the world. So currently, we have customer service officers located in different countries who can actually speak in different local language. So other than the central customer service team who actually usually speaks English, of course, the international language that everyone's using, we also offer customer service in a different local language. Like for example, we have our local Vietnamese team focusing on serving our Vietnamese communities. They can actually speak Vietnamese. And we have the Indonesian team who serve the Indonesian communities. We have the Indian customer service team who serve the Indian communities. And we have the Chinese customer service team to actually serve communities and so on. You know, so we try to accommodate different language, different regions of people. So, you know, to make a warm feeling for all our users and for all our community members. Đối với SnapX thì khách hàng luôn luôn là một cái nhân tố quan trọng nhất, và chúng tôi rất là đề cao cái giá trị của khách hàng, và chúng tôi luôn luôn coi những cái nhận xét, những cái đóng góp phản hồi của khách hàng, và chúng tôi lúc nào cũng cố gắng để cải thiện những vấn đề của khách hàng đem lại cho chúng tôi. Và ngoài cái bộ phận một bộ phận dịch vụ trung tâm thì chúng tôi có rất là nhiều những cái team mà dành cho các khu vực, giống như là từng khu vực sẽ có một team, và mỗi nước nó cái team sẽ có cái ngôn ngữ của cái nước đó. Như là ở Việt Nam thì sẽ có team của Việt Nam nói tiếng Việt, ở Indonesia thì sẽ có team của Indonesia mà nói tiếng địa phương, và ngay cả Ấn Độ cũng vậy. Thì chúng tôi rất là cố gắng để tạo ra càng nhiều team ở càng khắp mọi nơi trên thế giới thì càng tốt. Và chúng tôi mong muốn với mong muốn là lớn mạnh hơn, thì chúng tôi lúc nào cũng xây dựng cái đội ngũ này thật là mạnh, và chúng tôi muốn mang lại một cái cảm giác là thân thiện và ấm áp cho đến tất cả những người dùng trên sàn giao dịch của SnapX của chúng tôi. And yeah, just a little bit add on from here. So our customer service, they are all humans, right? So they are not bots. Yeah, so if you have any question, if you have any inquiries, just go to our Telegram, you know, speak to our friendly customer service in your own language, right? So the humans will answer to you. You don't have to speak to the bots. Absolutely. So, and to add on what Julian just said there, be sure to go to SnapX Global, because the great thing about the SnapX Global is that it really is a global community, in that we have customer service representatives from all over the world that are able to serve you 24/7. Yeah. And yeah, speak about the global group. I also wish to welcome everyone to come to our SnapX Global group to have fun together. You know, you can discuss about SnapX, you can discuss about crypto, you can discuss about trading in your own language. We have people to actually discuss with you. You know, so you can just feel free, treat it like your home, you know, just speak your own language and be relaxed. So again, this group, so be sure to tune in. Và đối với những cái khách hàng chúng tôi, khách hàng đó là con người chứ không phải robot, cho nên là khi các bạn gọi đến những cái team hỗ trợ của chúng tôi thì cũng sẽ gặp những người nói trực tiếp với các bạn. Các bạn có thể trò chuyện với họ qua Telegram, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp để và dùng cái tiếng địa phương của các bạn để trò chuyện với đội ngũ support ở đó luôn. Và đừng quên là hãy tham gia vào những cái cộng đồng toàn thế giới của SnapX, và chúng tôi có những cái thông tin và những đội ngũ luôn luôn hỗ trợ các bạn 24/7. Ở đây thì các bạn có thể thoải mái trao đổi về giao dịch nè, về crypto, và hoàn toàn là các bạn có thể làm việc đó tại nhà, cảm giác như là đang ở nhà, và có những người tham gia cùng chí hướng với bạn ở trong cái group này. Và đó, sau đây cái đó là cái màn hình của Castle vừa mới đưa lên, đó chính là cái group của Global. Correct.
Correct. And once again, I tend to be active there. Either me or Julian tends to be very active there. So if you want to engage with us directly, we are there quite regularly. À, tôi và Julian thì hoạt động rất là tích cực ở đó, thì các bạn hoàn toàn có thể vào đó để trò chuyện với tôi và Julian. Rồi, thì đây là một cái câu hỏi em cảm thấy nó khá là quan trọng. Thì trong thời gian hiện tại thì mọi người cũng thể thấy là khi mà thị trường hiện tại đang là uptrend, thì những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường rất là nhiều, nhưng mà có rất là nhiều cái sàn giao dịch đang cạnh tranh với nhau. Thì SnapX có những cái sự kiện gì làm sao để thu hút những cái người chơi mới vào sàn SnapX để cạnh tranh với những cái sàn giao dịch tên tuổi như là Binance hay là Huobi hay là về FTX hay là Bybit? As in the uptrend society and community, the new customers are coming and they have a lot of choices for exchange platform. So does SnapX have any special events or any programs for newcomers? Like, because you have many competitors like Binance and FTX or so on. Yep. So I'll take it. So definitely, you know, we understand that the competition is tough now, but what we always focus on SnapX is always being very transparent, being a very fair, and being a very simple to use platform for everyone, not only for the professional traders, but for everyone. So anyone who is new to SnapX could actually get a free USDT trading bonus to start experiencing trading on SnapX for free. That means you don't have to put in any money. Right? You can actually start trading with real on SnapX with zero capital. So what is trading bonus? It is a special feature that allows you to trade in the real account without putting in any money, and the profit generated from these orders are actually withdrawable. That means you can actually withdraw your profit. So we will also organize, you know, different kind of marketing campaigns periodically, such as when we are giving out deposit bonus for new deposits. We are doing, for now, we are also doing trading fees rebate. So technically now, what you're paying is actually even lower than what you're seeing on SnapX now. And we are also doing lucky draws. We will be also organizing trading competitions. So, you know, you will stand a chance to win big prize pool with maybe not, you know, not a big capital, but you can share the chance to win the big prize. We are planning to do the competition, I think, maybe somewhere January, around January. Yeah. Right. So, yeah, apart from that, especially for newcomers, especially for new people who just joined the crypto industry, or we say they just joined the trading field, they want to start learning about trading. Yeah, we are actually one of the very, very few crypto trading platforms that actually offer demo trading. Correct. It means you can actually trade, not with the real account, but you can experience trading, right? So you can learn how to trade. You can learn the mindset, how to trade. You can learn all the things, all the trading strategies without much worries, because you're not losing your own money. So, you know, what we see SnapX is a very suitable platform for everyone, regardless that you are a professional trader or you are a newcomer to the crypto industry. Great. And the thing to add to what Julian says, actually, even in terms of the people you mentioned, we actually have a lot of respect for our competitors, particularly the ones you mentioned there, Binance, FTX. But the important thing to remember is that we do CFD, contract for differences. We don't do futures and we don't do spot, but we specialize in CFD trading. And it is actually there where we would prefer to actually play to our strengths and continue to offer people and the market as a whole industry-leading standards and the best possible services, because really that is our key differentiator in the market. And it's something that we're really happy to share with the community as a whole. Và dĩ nhiên thì đối với những người tham gia về SnapX mà là người mới thì không phải lo lắng nhiều, bởi vì các bạn sẽ được tặng một cái free USDT để các bạn có thể thử
giao dịch ở trên sàn này. Và chúng tôi cố gắng làm cho cái sàn giao dịch của chúng tôi càng dễ hiểu và càng rõ cho mọi người, chứ không hẳn là những người giao dịch để có chuyên môn. Và dĩ nhiên thì các bạn có thể lấy được vào đây thì các bạn có thể được tặng một cái tài khoản thật không cần vốn, nhưng các bạn vẫn có thể giao dịch được, và tiền về lợi nhuận khi các bạn sinh ra thì vẫn có thể rút về được, vẫn có thể sử dụng như là tiền thật. Thì chúng tôi ngoài ra thì chúng tôi còn lên kế hoạch để tạo ra những cái chiến dịch marketing, và thường niên thường có những cái chiến dịch như là được tặng thêm về tiền cọc, hoặc là các cái tiền phí rút giao dịch, hoặc đôi khi những các bạn cũng có thể chơi trò chơi rút thăm may mắn để chung với những cái người chơi khác, để các bạn có thể chia sẻ một cái giải thưởng rất là lớn sau cùng. Thì ngoài ra là chúng tôi là một cái sàn giao dịch crypto, thì chúng tôi còn cho các bạn có thêm một cái cơ hội giao dịch gọi là demo trading. Đó chính là các bạn có thể thử giao dịch với một cái tài khoản giả, nhưng mà thông qua cái quá trình đó thì các bạn có thể học thêm được cách để trading, học thêm những cái lối tư duy hoặc là những cái chiến thuật để mà các bạn có thể tham gia giao dịch sau này. Và cuối cùng thì SnapX là một cái sàn giao dịch rất là phù hợp cho tất cả mọi người, không cần biết bạn là một nhà giao dịch đã có chuyên môn, hoặc là bạn là một người mới, thì chúng tôi luôn 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 chào đón các bạn tới với sàn giao dịch SnapX. Thì khác với những sàn giao dịch Binance như là Binance, thì chúng tôi tập trung về CFT, hợp đồng sự khác biệt. Thì chúng tôi sẽ luôn cố gắng để chứng minh rằng mình khác biệt, và mình rất là đặc biệt để chào đón các bạn đến với sàn giao dịch SnapX. Rồi, thì mọi người thấy anh Katao và Julian chia sẻ thì về những cái sự kiện trong thời gian sắp tới, thì em cũng có chia sẻ những cái sự kiện ưu đãi đặc biệt dành cho những cái người dùng mới. Anh chị có thể là tạo tài khoản, thì anh chị khi mà tham gia giao dịch á, thì anh chị sẽ nhận được, khi mà hoàn thành những cái nhiệm vụ, anh chị sẽ nhận được những cái phần thưởng mà sàn đưa ra. Rồi tiếp theo nữa là về những cái phí giao dịch khá là rẻ, rất là cạnh tranh với những cái sàn giao dịch mới. Rồi thì bây giờ á, là em sẽ tổ chức cái sự kiện là những anh chị nào mình đặt cái câu hỏi hay nhất á, và được em lựa chọn á, thì em sẽ chọn ra 5 câu hỏi hay nhất, và mọi người sẽ cùng chia cái phần thưởng 150 đô Europe ha. Rồi thì mọi người bây giờ mọi người hãy đặt câu hỏi để hỏi anh Kata và Julian giùm em. Rồi cú pháp là mọi người nhớ ghi cái tên Telegram của mình, để khi mà được em lựa chọn á thì em có thể là liên hệ. Rồi ha. Thì đây thì em sẽ đọc những cái câu hỏi nào mà thấy là hay ha. Rồi anh chị cứ đặt câu hỏi đi, thì em sẽ lựa chọn những câu hỏi hay nhất để hỏi. Now I'm gonna pick up 5 best question from the comment section. Do it. My favorite part. Yeah. And rồi thì cái bạn Top Tech Trendy ha, thì tên Telegram là A+chup chup. Thì một cái sàn giao dịch khác thường xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, hoặc là tệ hơn là dừng hoạt động khi thị trường biến động mạnh, thì liệu rằng cái điều này nó có xảy ra với SnapX hay không? One comment says that the other exchange platforms are often blocked or suspended when the market is changing very drastically. So does this thing happen to SnapX too? Absolutely not. And thank you very much for actually bringing that question up, because that's actually one of the key things that we wanted to address naturally over the course of this AMA. And like we said before, that's basically the purpose of an AMA, whereby you can basically ask any question you would like. Okay, so to basically give an overview there, we have a very robust system in place. So basically, in the case of sudden market volatility, whereby you have very
wild price fluctuations or enormous activity in one direction. We have a system in place to ensure that our operations continue regardless. So that's one of our core competencies over here at SnapX. In addition to that, due to our regulatory nature, it is part of our mandate to ensure that basically the platform is up and functioning at those times. So it's always important to look at basically what a firm has, what it does, and the types of fail-safes that are there in order to prevent any volatile or any situations like that from occurring. But absolutely, we want to protect customers against anything like that. We want to ensure that these things do not actually take place. And it's very important to us to make sure that the customers have that sense of security. Yeah. Sorry, but can you please explain a little bit for me the first thing you say, like the core competence? Correct. Okay. So one of the core competencies that are actually there, okay, is that our system is built in such a way to ensure that operations continue even in terms of extreme price swings or market volatility, that we always ensure that the platform is continuing to operate, continuing to function, and continuing to service the customers that are there. Okay. Dĩ nhiên thì cái SnapX sẽ không có điều đó xảy ra đối với SnapX, và rất là cảm ơn bạn đã mang cái đã đặt được câu hỏi này cho chúng tôi. Thì đối với SnapX á, thì trong những cái mục tiêu chính và những cái đầu chính của khi mà chúng tôi lập ra cái sàn này, thì đó là chúng tôi luôn luôn chú ý đến cái việc mà giữ cho cái hoạt động của sàn luôn luôn được diễn ra. Chúng tôi không sẽ tránh hết mức những cái sự thay đổi tiêu cực của thị trường, và chúng tôi luôn luôn ở đó để giúp cho các bạn thực hiện những giao dịch tốt nhất mà không bị tắc nghẽn hay là dừng hoạt động. Và cái thứ hai thì chúng tôi luôn luôn theo một cái quy trình, một cái ban đầu là cái nguyên lý xây dựng của chúng tôi, đó là luôn luôn bảo vệ khách hàng khỏi những cái sự thay đổi của thị trường khi mà có những biến động trong cái sàn giao dịch. Very good questions there. Rồi, thì để em lựa chọn câu hỏi tiếp theo ha. Thì đã có một bạn may mắn nhận được phần thưởng rồi ha. Thì mọi người hãy đặt những cái câu hỏi thật là hay để cho em lựa chọn. Chứ thực sự là có những câu mà đã trả lời rồi mà anh chị lặp đi lặp lại á, thì em sẽ không trả lời, không đọc đâu ha. Thì có bạn Thảo Ly, cái câu hỏi này em thấy khá là hay nè. Thì Telegram là Ly Lê Panh ha, Ly Lập Anh. Rồi, thì nếu phí giao dịch của sàn SnapX rất là thấp cạnh tranh với các đối thủ, thì doanh thu và lợi nhuận của dự án sẽ lấy ở đâu để giúp cho công ty phát triển? Okay, and the question is, if the transaction fee is very low and competitive, so where does the revenue and the profits come to maintain the operation of the company? Great stuff. So we'll get Julian to answer this particular part. But once again, actually, our platform actually relies on user participation. And of course, it comes from a number of different areas. But we'll get Julian to go into a bit more detail about that. So over to you, Julian. Yeah, sure. Thanks, Paul. Yeah. So I'll be very straightforward. So to be honest, our profit margin, of course, not that high. So what we are relying actually is on numbers. So why we want to be so competitive? Because we are relying on numbers of users, number of traders. So you know, the more traders we have, the more people we have on SnapX, of course, the more profit we have. It's a very straightforward, it's a very simple economic answer. And of course,
We are actually, to be honest, we are actually hedging the orders in the other market. That means we are actually market maker in the other platform. So that's how we actually derive the liquidity, and we actually pass the benefit to our users. And apart from trading fees, we actually have overnight fees for like holding fees. So that's part of our revenue as well. And we'll be actually doing some other, we'll be taking some other revenues, like when we have social trading, we have copy trader fees, we have the script fees for our Snap quant users, or the quantitative for the institutional traders. You know, so there are a lot of things that we can actually derive the profit. So what we focusing is on providing a transparent, a fair, a simple to use for our traders, for the people, for the traders to actually join SnapX, and we will have the numbers of people to actually make the profit. Về câu hỏi này thì tôi sẽ trả lời thẳng luôn, đó là chúng tôi tập trung vào con số. Thì dĩ nhiên thì càng có nhiều giao dịch viên, càng có nhiều người dùng thì sẽ càng có nhiều vấn đề xảy ra trong cái sàn giao dịch này. Thì nếu như cái phí giao dịch thấp, chúng tôi không thể có lợi nhuận, thì chúng tôi vẫn còn có những đầu khác như là phí overnight, hoặc là khi các bạn trading như là script, phí script hoặc là phí copy trading, thì đó là những cái nguồn khác mà chúng tôi vẫn có thể tìm ra lợi nhuận ở ở đó. Và thêm nhắc lại thêm một lần nữa, đó là chúng tôi tập trung hơn về con số, đó là chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng càng tốt, càng ngày càng tốt về những cái số lượng của giao dịch viên trên sàn của chúng tôi, và chúng tôi đảm bảo được chất lượng để mà sàn giao dịch có thể diễn ra. À, rồi ha anh chị ha, thì anh chị thấy là về cái câu hỏi vừa được trả lời thì em thấy cũng khá là ok ha. Thì có một cái câu hỏi này thì rất là đặc biệt của bạn yêu yêu ha. Thì về mặt pháp lý, ở mỗi một quốc gia nó sẽ có một cái quy định về tiền điện tử khác nhau. Có những cái quốc gia cấm giao dịch cryptocurrency. Thì liệu rằng thì SnapX có những cái kế hoạch gì để giúp sàn hoạt động ổn định về mặt pháp lý? Đó. Regarding the legal situations, that in some countries there are rules to ban the trading cryptocurrency. So does SnapX has any plan to run your operations in those countries? Thank you very much for actually bringing this up. And actually, one of the key components that any digital assets company will need to have, particularly as cryptocurrency moves into the mainstream, it's vital to ensure that they are completely regulated, completely legitimate, and completely compliant with all those countries' procedures. Let's give an example. When you're talking about stocks, okay, we all know that Binance ran into a number of issues with regards the actual stocks on its platform. The issue with that, however, is you're talking about the transfer of ownership of an underlying asset, because that is the nature of spot trading. That's simply the way that spot trading happens. The movement of assets from one person to another, from one trader to another, from one institution to another. Likewise, the same thing could be said with futures. The beauty of things with CFD trading is that it does not involve the movement of an underlying asset, meaning that actually from a regulatory standpoint, it actually avoids a lot of the issues that exchanges like Binance ran into. Even though I have an awful lot of respect for Binance, and actually, I really do see Binance as being the top spot trading exchange out there. Nevertheless, you can identify a key contrast there. So that's why we're applying for licenses in multiple jurisdictions, such as Southeast Asia, Australasia, and Europe. And that will ensure that as cryptocurrency and digital assets continue their movement into the mainstream as a distinct asset class, it means that we are completely compliant with all the relevant norms, legal procedures, and compliance standards that are out there.
And that's why it's very important, especially at this stage, when it comes to, for example, compliance, that we have different procedures in place, such as, for example, KYC, due diligence, enhanced due diligence, AML, so anti-money laundering, and, for example, ATF, anti-terrorist funding, suspicious transaction reporting, etc. These are the things that our compliance team looks after and our reg tech team looks after. Reg tech itself just meaning regulatory technology. And that's how we ensure that we are always, always capable of running in a way that is fully compliant and will not run into those legal issues as far as we can foresee. Okay. Hello, Cathal. Okay, can you please rephrase your two ideas? Your ideas in very shorter sentences that I can fully translate it. No problem, okay? So we'll keep it in a way that is as simple as possible. Yeah. So for a company, especially in the digital assets area, to operate across different jurisdictions and different areas, it's important that they have the best accepted legal procedures, compliance norms, and licensing requirements in place. One of our main goals at SnapX is basically to make sure that we always comply with those standards, especially as we are moving into stocks. One of the issues relating to stocks is if you look at spot exchanges that do stocks, they often run into the difficulty because spot inherently involves the transfer of assets, so an underlying asset from one party to another, okay? And that's the issue that Binance ran into. So I have a lot of respect for Binance, but they ran into this issue. But thankfully, we can avoid that issue because we're a CFD platform. And the nature of a CFD platform is that it does not involve the transfer of the underlying asset from one party to another. So we are in a very, very good situation, and we are always able to ensure that we're fully compliant, regulated, and that we are able to prove that we have these procedures in place as cryptocurrency and cryptocurrency companies continue to move into the mainstream as a distinctive asset class. Thì như các bạn biết đó, là mỗi công ty sẽ đối với cái mảng về công nghệ của họ thì họ luôn luôn có những cái quy tắc, những cái quy định mà phải tuân theo luật pháp của chính phủ. Thì cái mục tiêu của SnapX đó chính là hoàn toàn tuân theo những cái tiêu chuẩn của các công ty đó mà họ đặt ra. Chính vì thế thì SnapX luôn luôn có thể chắc chắn rằng là những cái hoạt động của SnapX sẽ được hợp lý về mặt pháp lý ở các nước đó. Và cái điểm khác biệt của SnapX đó chính là sử dụng CFD, là những cái contracts for differences, là tức là những cái hợp tác, cái hợp đồng về sự khác biệt đó, thì SnapX luôn luôn là tuân theo pháp luật. Và có thể nói rằng chắc chắn đó là khi mà cryptocurrency trở nên thành một cái dòng tiền chính, dòng tiền giao dịch chính được pháp lý công nhận, thì SnapX sẽ không có vấn đề gì nữa về đối với khi mà các bạn giao dịch trên sàn của SnapX. Rồi thì về vấn đề pháp lý này anh chị, thì rất là nhiều những cái công ty lớn đang gặp phải, giống như là Binance ha, hay là Huobi, đang bị chính phủ Trung Quốc cấm hay là Singapore cấm ha. Thì cái vấn đề này thực sự nó không quá quá đáng lo ngại đối với những cái sàn, còn đối với những sàn như StarBucks, nên là anh chị yên tâm về cái vấn đề này ha, mình không cần phải quá lo lắng. Thì cái sự uy tín được xây dựng của SnapX trong vòng hơn 2 năm qua đã được khẳng định. Thì anh chị có thể là trải nghiệm ở trên SnapX rồi mình sẽ
sẽ hiểu được cái điều đó ha. Rồi thì có một cái câu hỏi này là hiện tại ở trên sàn SnapX đang niêm yết rất ít các cặp tiền, thì liệu rằng trong tương lai SnapX có niêm yết nhiều cặp tiền nữa hay không để cho cộng đồng có nhiều cái sự lựa chọn? Thì cái câu trả lời này của bạn Mr. K ha. Currently, SnapX is listing a limit number of currency. So do you have any plans to list more than that? So I'll get Julian to answer this because Julian has been heavily involved in the listing process itself. So great stuff. All right. So I just mentioned there that we'll get Julian to answer that particular question because Julian was very heavily involved in the listing process itself in terms of outreach. And I'd love to actually see you recognized. Able to hear, or was the it's kind of like not so stable here. Yeah, so I will talk about this the listing of more press. So yeah, to here we can actually announce something. We're actually going to run a small upgrade on tomorrow morning, which we actually have already sent out the announcement. And the reason we are updating the systems actually to prepare for more trading pairs. Great. Yes. So we have the plan actually list at least, we'll be actually be doing listing every week. Yeah, you're right. So it will be on every week. So we are actually listing like around 3 pairs per week. That's why we actually did a campaign, our Telegram group as well, to ask the people, to ask our members to do the custom voting, what trading pairs they want to have on SnapX. Yes. So apart from crypto pairs, what we will have is actually, we are actually also preparing for stocks trading. So we have stocks pairs, we have index tradings, we have commodities tradings, we have predictions tokens. So there will be a lot of different kind of assets, not only crypto pairs, but different kind of trading financial assets available on SnapX. À, và chúng tôi thì chuẩn bị có một cái thông báo mới về cái dự án mới sắp có của chúng tôi. Đó là chúng tôi sẽ cập nhật thêm những cái cặp tiền mới trên sàn giao dịch SnapX. Và điều này thì vẫn được diễn ra, chúng tôi vẫn làm nó hàng tuần. Hàng tuần thì chúng tôi sẽ cập nhật thêm 3 cặp tiền mới. Thì ngoài ra thì chúng tôi vẫn có thông báo trên group Telegram để cho những cái khách hàng của chúng tôi biết rằng có thể cho chúng tôi biết những cái cặp tiền nào mà họ đang muốn có ở trên sàn SnapX. Thì ngoài cái việc mà cập nhật thêm những cái crypto pairs thì chúng tôi chuẩn bị có thêm về cái gọi là stock trading. Thì chúng tôi sẽ có những cái phần như là prediction token nè, hoặc là những cái stock chúng tôi sẽ cho vào thêm cái sàn giao dịch của SnapX. Còn một câu hỏi cuối á, thì em sẽ lựa chọn cái câu hỏi nào em cảm thấy là hay nhất ha. Thì có một bạn đặt cái câu hỏi nó lặp đi lặp lại á, nên là em sẽ lựa chọn một cái câu hỏi nào em sẽ lựa chọn câu nào hay nhất em sẽ hỏi. Rồi thì mình sẽ kết thúc cái buổi AMA tại đây. Rồi thì cái bạn câu hỏi này thì em sẽ dành câu hỏi của bạn Meo Meo ha. Nick Telegram là Wakanda 2050. Thì vai trò của Snap Token trong hệ sinh thái là gì? Rồi khi mà người dùng nắm giữ Snap Token á, thì họ sẽ nhận được những cái quyền lợi đặc biệt nào?
Và cái kế hoạch để phát hành Snap Token trong thời gian sắp tới là khi nào mình bán resell để cho cộng đồng có thể là mua. Can you tell me about the functionality of Snap Token, and what does Snap Token holders have, and do you have any plans to pre-sell the Snap Token in the future? Great stuff. So actually, there are a number of use cases that I think Julian covered in very good detail earlier on today to cover different things like transaction fees, overnight fees, OTC rebates in the futures, etc. And that they can be used for different things like gripped fees, copy trading fees, etc. So there are quite a lot of use cases for the Snap token. Okay, but I think the more important thing is whether or not there is a pre-sale. The answer is absolutely. We've got quite a lot of things that will be happening, including, most importantly, if you are a pre-existing SnapX user, there will be a round exclusively for you. What do I mean around exclusively for you? It means that you are eligible to actually participate in the token sale with the tokens at a reduced price relative to the public sale. So that's one of the really exciting things that is coming up. In addition to that, there is another key component. How do you know that, for example, as a token holder, the price is actually going to go up? That's going to be one of the key things, okay? So number one, the unlock schedule of the token itself is related to the number of users and the amount of trading volume that is there. So basically, as the trading volume goes up, the token unlock also occurs. But what happens to reduce the token supply, and is there a burning schedule in place? The answer is yes. A certain percentage, to be honest with you, it is 20% of the net trading fees are reserved in order to buy back and subsequently burn the tokens. So a lot of the exchanges that I think function very well actually do it in this way in order to ensure that the price of the token and the value of the token can continue to rise. With regards the actual holders themselves, they can choose whether or not they wish to use their token for the utility, which is naturally to get those price deductions, purchase the NFT, and avail of our different product offerings in the future, or they can simply choose to hold. And that's the great thing about it. The great thing about it too is that 20%, like we said before, of the net transaction fees will be reserved in order to buy back and subsequently burn the token. That's a great thing about what we have with the Snap token. Về Snap token thì Julian đã nói về phần trước đây rất là nhiều. Thì có những cái trường hợp mình có thể sử dụng về Snap token đó chính là những cái phí như là transaction fee, overnight fee, copy trading fees. Thì đối với những người đã và đang sử dụng giao dịch ở trên sàn SnapX thì họ có thể tham gia vào khi mà mua bán token. Thì anh Tony ơi, Em hỏi ổng là ổng có thể tiết lộ là về cái thời gian mình bán resell token Snap được hay không á? Thiếu cái ý đó đó em. Can you tell a little bit about the time that you resell token? Yep, absolutely. So with regards the private sale for the pre-existing Snap community, that will take place in the end of November. With regards to the actual public sale that will be released to the public and available to the market as a whole, that will take place around the middle of December. So that we said, be sure to participate, be sure to get your opportunity, and be sure to actually be included because we see the value of this continuing to appreciate for the foreseeable future. Thì cái bán cái việc mà tung ra bán token này thì sẽ bán bí mật, bán trước ở trong group cho những cái người đã sử dụng
của sàn giao dịch thì là vào khoảng cuối tháng 11 này. Và cái khi mà bán public ra cho mọi người thì là giữa tháng 12 năm sau. Và họ thấy rằng là cái token này sẽ tiếp tục tăng cái giá trị nó vào trong cái tương lai có thể thấy được. Ờ, hình như em nhầm là tháng 12 này á. À, thì mọi người thì cái buổi livestream tới đây là hết á. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái buổi AMA này. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mọi người có thể là ủng hộ đầu tư tiền tử và sàn giao dịch SnapX rồi ha. Thì những bạn mà được em lựa chọn những cái câu hỏi thì phần thưởng em sẽ công bố ở sau cái buổi AMA ở trên group của Telegram ha. Thì những anh chị nào mình chưa tham gia vào channel của đầu tư tiền tử thì mình có thể nhấn vào đường link bên dưới để tham gia. Kata, mình có thể là chào mọi người rồi mình kết thúc buổi AMA tại đây ha. Yeah. Could you say goodbye to everyone here and we end the live stream here? Absolutely. Yeah. Just want to say thank you so much to everybody who joined in over the course of this live stream. Once again, we had a very engaging discussion. I want to give a particular thank you to our hosts who did a fantastic job and who have done an awful lot to educate their community about SnapX, the benefits we provide, and to really contribute to the overall movement that we are building and that we are leading in the market. So we just want to say thank you so much to everybody. Be sure to join the SnapX Global Community, where you will be the first to find out about our different trading competitions, our campaigns, our price reductions, as well as our referral bonuses. So we strongly suggest you actually follow the Telegram group, SnapX Global. Yeah. So thank you, everyone. You know, and to add on a little bit from what Carl has said, is don't forget that we will have a special exclusive pre-sale round for SnapX members. Correct. So in the end of November, mark your calendar and we'll see you there. All right. Thank you, everyone. And have a good night. Cảm ơn anh em. So much. Rất cảm ơn mọi người đã tham gia cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay với chúng tôi và đã đi hết đến cái buổi livestream này. Thì rất cảm ơn người dẫn chương trình ngày hôm nay đã có một buổi nói chuyện rất là thú vị và hoàn toàn đầy đủ những thông tin mà sàn giao dịch SnapX muốn truyền tải đến cho những người nghe ở đây. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã có sự hứng thú đối với những cái dự án phát triển trong tương lai của SnapX, và đừng quên là theo dõi group Telegram SnapX Global và hãy tham gia để cập nhật những thông tin mới nhất từ sàn giao dịch SnapX. Xin cảm ơn các bạn. Yep. And the winners, remember to contact the admins and pass up your SnapX account to claim your airdrops. Absolutely. Và những người tham gia, những người thắng cuộc ngày hôm nay thì sẽ nhận được cái phần airdrop vào trong cái tài khoản SnapX của các bạn. Great. Thank you so much.